làm cách nào để mua hợp đồng split? Bước tiếp theo sau khi mua giấy phép split là mua hợp đồng split. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách mua hợp đồng split bằng Antima. Nhóm Antima thường xuyên tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau. Trong thời gian khuyến mãi, một tab bổ sung với các sản phẩm khuyến mại sẽ xuất hiện trên dashboard. Bạn luôn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình khuyến mãi hiện tại trên các kênh Telegram của chúng tôi. Xin lưu ý rằng quy trình mua các gói khuyến mại tương tự như quy trình chúng tôi sẽ trình bày trong hướng dẫn này. Như vậy, hãy đăng nhập vào trang web DFU, chọn bể bạn muốn tham gia, bể VIP hoặc bể Unity. Sau khi cuộn trang xuống phía dưới, bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm có sẵn để mua. Để mua hợp đồng Split, hãy chuyển đến tab Split Contract. Chọn hợp đồng phù hợp với bạn và nhấp vào nút Purchase, mua. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Chọn Antima, đồng ý với các điều khoản bằng cách tích vào hộp và nhấp vào nút Purchase, mua. Cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Antima và địa chỉ ví mà bạn muốn chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng sẽ có sẵn dưới dạng mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Vui lòng gửi chính xác số tiền bạn nhìn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Sẵn sàng, bạn đã mua hợp đồng Split. Sau khi mua hợp đồng, bạn sẽ thấy các giá trị trong Widget Split License User trong dashboard của bạn đã thay đổi. Hợp đồng đã mua cũng sẽ hiển thị trong mục My Contract. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ. Chúng tôi hân hạnh được giúp đỡ bạn. Chúc bạn làm việc thành công.